Xin chào, tôi là Đoan Ngọc, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong bản tin giải trí tuần này. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Song Joong-ki, Park Seo-joon lọt danh sách 5 sao Hàn mất điểm vì cách cư xử kém. Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân hội tụ trong phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Miss Albania đăng quang Miss Earth 2023 trong thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn. Song Joong-ki, Park Seo-joon lọt danh sách 5 sao Hàn mất điểm vì cách cư xử kém. Ngày 25 tháng 12, một cuộc khảo sát của trang Sport Kyung-hang để tìm ra ngôi sao có thái độ kém, cách cư xử không đúng chuẩn mực nhất trong năm 2023. Thông qua ý kiến của 55 phóng viên, 5 cái tên đã dần lộ diện, lần lượt với số phiếu từ cao đến thấp là diễn viên Hoang Jong-min, đạo diễn Jong Tae-won, diễn viên Song Joong-ki, Lee Do-hee và Park Seo-joon. Dẫn đầu danh sách với 18 phiếu là diễn viên Hoang Jong-min. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh thường vắng mặt tại các buổi họp báo trong suốt 5 năm qua. Nếu xuất hiện, nam diễn viên thường đùn đẩy trách nhiệm cho bạn diễn, từ chối trả lời phỏng vấn của phóng viên. Chiếm 14 phiếu và giữ vị trí thứ hai đó chính là đạo diễn Jong Tae-won. Song Joong-ki và Lee Dong-hee đồng nhận 12 phiếu. Trong khi Song Joong-ki hỏi lại phóng viên với thái độ mỉa mai trong lúc phỏng vấn, thì Lee Dong-hee tỏ thái độ không hợp tác khi phóng viên đề cập về chuyện tình cảm. Danh sách 5 sao Hàn mất điểm vì cách cư xử kém giữ vị trí cuối cùng thuộc về nam diễn viên Park Seo-joon. Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân hội tụ trong phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, đánh dấu lần đầu hợp tác của ba nữ diễn viên với ba màu sắc khác nhau, là câu chuyện về tình bạn đầy thú vị của một hội bạn thân trong quá trình tìm kiếm những ước mơ và kế hoạch cuộc sống. Họ đã vô tình bị kéo vào một âm mưu đen tối ngoài ý muốn. Sự vô tri của Gạo, Diệu Nhi thủ vai, sự hậu đậu của Du Lai, Khả Như thủ vai và sự nóng nảy của Triệu, Thúy Ngân thủ vai, kết hợp cùng những sáng kiến bá đạo của Trí, Kiều Minh Tuấn thủ vai đã mang đến một màn trả thù có 102, hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim hài hước trong dịp cuối năm 2023. Dự kiến, bộ phim sẽ có mặt trên toàn bộ các cụm rạp cả nước vào ngày 29 tháng 12 năm 2023. Miss Albania đăng quang Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2023 trong thiết kế Việt Nam. Vào tối ngày 22 tháng 12, đại diện Albania đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2023 tại Việt Nam trong trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Điều bất ngờ là nhà thiết kế chia sẻ câu chuyện đằng sau bộ váy làm nên lịch sử này. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ, Hoa hậu Trái đất Albania đã đặt một chiếc váy dạ hội cho đêm chung kết từ một thương hiệu của Philippines, nhưng cận ngày thi thì chiếc váy gặp trục trặc tại hải quan. Trước đêm chung kết 2 ngày, giám đốc quốc gia của Hoa hậu Trái đất Albania bất ngờ liên hệ ekip tôi, đề nghị giúp đỡ và trực tiếp đến showroom để chọn trang phục. Họ đã chọn hai thiết kế cho người đẹp của mình và nhờ ekip chỉnh sửa gấp trong đêm để kịp giờ. Thật bất ngờ là chiếc váy lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi chứng kiến giây phút đăng quang của Hoa hậu Trái đất 2023. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cũng cho biết thêm, chiếc váy được Hoa hậu Trái đất 2023 chọn mặc không phải là một thiết kế mới, mà đã được đại diện Dominican đặt hàng trong một cuộc thi Miss Earth 2022, nhưng vì lý do nào đó mà không xuất hiện trên sân khấu năm đó. Sau này, chiếc váy đã được Hoa hậu Hòa bình Singapore 2023 chọn mặc trong một cuộc thi Miss Grand 2023 tại Việt Nam.